Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người. Chúc mọi người vui vẻ thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhớ like, subscribe, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để chuông thông báo những tất cả video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi bắt đầu video này thì chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha, ăn cơm ngon miệng và xem video mình thích thoải mái. Đó, cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì mình có đôi chút thông báo này với anh em. Vấn đề đầu tiên, trưa nay mình không lên like nha mọi người. Trưa nay thì không phải mình không lên được mà do chỗ mình nó mất điện anh em, nên là giờ không có mạng wifi để mà lên live, chứ lên mà live bằng điện mạng cá nhân như này thì không lên nổi anh em, nó lag lắm. Thế nên là nếu mà trưa nay có điện thì mình sẽ lên, còn nếu mà mất điện nó kéo dài này chắc sẽ không lên được nha mọi người. Đấy, để cố gắng để mi mát để làm anh em thấy không? Đấy, đăng ký mi mát làm video cho anh em xem, anh em xem nhớ ủng hộ mình nha. Ngoài ra thì giờ bên shop mình đang còn vài con hàng nữa thì anh em nào hứng thú đi qua hốt dùng mình luôn nha, cảm ơn bạn rất nhiều. À, thêm một vấn đề nữa đó là mình vừa mới đổi cái ứng dụng quay, cho nên là bữa nay không có e-tron. Có e-tron ở đoạn đầu video, thế là anh em xem thấy hợp lý cho ok nói mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quay trở về vấn đề video này thì mình sẽ làm về một vấn đề, đó là rất là nhiều anh em nói về vấn đề này. Thật sự rất là nhiều luôn, mình thấy rất là nhiều. Vì hôm qua mình có làm về vấn đề tích và tiêu kim cương, xong hôm nay thì là làm về vấn đề tăng lực chiến. Thì còn một vấn đề cuối cùng đó là anh em hỏi rất là nhiều, đó là anh ơi 7 ngày đầu chơi tem như thế nào. Rất là nhiều anh em bảo mình như vậy, thì hôm nay mình sẽ làm cái video này thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em cách sắp tem cho 7 ngày đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ không lằng nhằng, chúng ta sẽ vào phần sắp tem luôn. Đây, mình sẽ chọn ô số 4. Đầu tiên mình sẽ nói về vấn đề của anh em mà nạp nhá. Những anh em mình không biết nạp bao nhiêu cho anh em, mình không quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tùy. Đấy, đầu tiên thì nếu mà anh em nạp thì chắc chắn là anh em sẽ có một cháu, đó là dài câu. Đây, nước mình nó lộn, mình Ấn Độ anh em. Đây. Trước mình nó lộn dài câu là 2k anh em Sun Kun. Đây là cháu dài câu. Ok. Thì để đi với dài câu thì sẽ có bao gồm những em nào? Dài câu là một con, anh em phải hiểu, con dài câu nó là con một con bút đi theo là thuộc dạng là khống chế nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ cần một con đam chính. Ví dụ như anh em mà không nạp á, anh em không nạp. À, quên, anh em nạp nhưng mà không nạp nhiều thì nạp nhận được dai câu thôi. Thì anh em mình nghĩ anh em nên nuôi con trai rắc làm đam chính. Nó rất là lợi. Vì sao? Trai rắc skin. Bộ skin của trai rắc lợi nhất là một kiêu hệ rồng anh em. Đó, một kiêu hệ rồng nó tạo ra thương một hệ rồng. Đấy, gặp PR nó móc PR thì cũng nòi máu ra anh em. Nếu mà anh em nào bánh PR con PR Gata quên con át con chan mega này rồi thì anh em sẽ hiểu, nó có cái kiêu rồng nó móc rất là phê đó. Thì ok, đây là anh em sẽ build như này cộng với một cháu nào nữa. Ok, giờ thì sẽ cộng với một cháu hệ hồn. Đấy, ra đoạn đầu thì anh em nên lên một cháu như này nhá. Đó, nên con này này nó đánh nó khống chế rất là tức. Đấy, anh em có cái này anh em để bắt ngay trong mê cung. Ok, đây là 1-2 ngày đầu nha, mình đang nói là ngày đầu tiên đó. Ngày đầu tiên đó thì anh em nên đi như theo team như thế này. Còn nếu không thì anh em có thể nhanh nhất thì anh em nuôi team như này cho nó ổn nhất này. Đây, đây là team đầu tiên mình khuyến khích anh em chơi, ổn, cực ổn luôn. Anh em PK tay cũng được, anh em đi ải cho nhanh để lên cấp thì anh em mới có khoảng cách với mọi người về lực chiến nha. Kể cả anh em như thế nào, cái đầu anh em phải cố gắng sắp team làm sao nó ổn định để mà anh em có thể đi vượt ải á. Để nó vượt ải thì anh em trả nhiệm vụ nó sẽ giúp anh em lên cấp nhanh hơn, thì mới có cự ly được với mọi người về lực chiến, anh em hiểu không? Đó, thì chúng ta cần có một cái team ổn định. Rồi ok, đây là về mặt là khi anh em đã có nạp. Còn về mặt đối với anh em nông dân, ok, đối với anh em nông dân thì chúng ta sẽ sắp team ra sao? Cũng vẫn là cha rắc, vẫn sẽ đam chính và vẫn là con cháu hệ băng, hệ điện anh em. Đấy, sau đó thì anh em kiếm cho mình một con hệ hồn. Vẫn là cháu này anh em, đó anh em có thể nuôi cháu này. Nó này thì nó có hai dạng nhá. Đây anh em tiến hóa thì lúc mà anh em tiến hóa thì anh em để ý nó có hai dạng. Đây, một dạng này và một dạng này. Con ở dạng này thì không ăn thua anh em. Con ở trên đây nó mới ổn nhất này. Em này chơi là ổn nhất nha mọi người. Đây, em này skin có hệ đất. Đất thường đồ thôi. Đó. Anh em nên con hệ hồn này này. Hồn mà nửa này thì êm hơn. Đấy, skin đánh con này nó nói chung là khá ức chế anh em. Đánh khá là gắt. Đó. Ok, đây là ngày đầu tiên nhá. Ngày đầu tiên thì anh em nên build team nên hướng theo như này. Đây là hướng anh em chơi nông dân. Còn nếu mà không thì anh em có thể kiếm theo đâu mình nó một con gà nữa. Đây, gà lửa này anh em cũng bắt được ở trong mê cung, nhưng mà cái này hơi khó bởi vì nó khó kiếm. Vẫn là mấy anh em không nạp nữa, rất là khó kiếm vé để mà vào bắt. Kiếm được vé đã khó mà vào bắt được em này cũng khó. Con này tầm thứ ngày thứ 4 thứ 5 anh em mới ra mới bắt được.
Nên là anh em nên nói chung chơi thì anh em phải xác định team ngay từ đầu để không bị hao tổn tài nguyên quá là nhiều. Nhất là những anh em mà không xác định là nạp á, không nạp, không có tiền nạp để mà cày á, thì anh em tốt nhất đừng để hao tổn tài nguyên của mình quá là nhiều. Còn không anh em nên dùng con ma này nhá. Con ma này thì anh em vượt ải đang đã có rồi, mình sẽ chỉ cho anh em từng chỗ một luôn. Đây con ma đây. Ma này đâu rồi? Ok, mình sẽ chỉ cho anh em ma này nó ở đâu. Anh em về mới cung thường. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em đầu tiên là con hệ điện. Mình sẽ ấn vào quả như anh em thấy. Đó, ở ngay ải số 2 là anh em đã nhận được con hệ điện này nhá. Đó, ok. Con ma mình nhớ là nó ở tầng trên một tí thôi chứ phải. Nó ở tầng đoạn này, tầng này này. Đúng rồi, luôn rồi đây anh em. Đó. Tầng số 5. Anh em đánh đến tầng số 5 trong ngày đầu tiên, nếu mà anh em cày mới sắp team đây nhanh lên được tầng số 5 thôi. Đấy, đấy con ma này về. Anh em cố gắng làm sao vượt ải là được. Anh em nếu mà anh em nào chưa xem thì có thể qua kênh Nông Dân Channel cũ của mình để xem về các series mình làm về vượt top thứ anh em mọi người. Đó. Đấy thì ở đây con ma này nữa. Đó thì anh em mới kiếm con ma này. Ok, đấy là sau ngày đầu tiên. Đúng không? Đúng mọi người, đây là qua ngày đầu tiên của anh em. Rồi ok, ngày đầu tiên chúng ta thì ưu tiên như thế này. Còn nếu như anh em mà nạp nhiều thì mình không cần nói nhé. Nếu anh em nạp nhiều thì đây team của chúng ta sẽ bao gồm có vũ nạp tầm 2k như mình ngày xưa đi, thì có điện, thì có giai câu. Hai bên điện thì có giai câu. Bên đây thì có nước thì có. Đấy, ok, còn đâu một cháu nữa ở giữa thì mang theo con gì là được. Hồi trước thì mình cũng mang theo cha rác luôn. Đây, ngày xưa mình vẫn cũng mang theo con cha rác luôn này. Đó. Xong. Ok, đợi tí nhắn tin sau nha em. Đó, đây là team của mình ngày xưa đây luôn đây ơi. Đó, anh em thấy. Xong ok, thì anh em chơi ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên nếu mà anh em cày cuốc nhanh, anh em tích nhanh nhất thì trong ngày đầu tiên anh em thể làm được rồi, nhưng mà nếu không mình xuống tích qua ngày thứ hai. Ngày thứ hai thì anh em sẽ không còn bet ở đây. Đó là anh em up ở mốc 5k kim cương. Ở cái mốc 5k kim cương á thì anh em chỉ cần rút 2 lần x10. Nếu mà nó không ra lên gần ấy thì coi như anh em cũng đen thì không sao đâu. Nhưng mà thêm một lần giúp x1 thường nữa là nó sẽ ra cho anh em một cháu len gần. Đó thì nó ra con gì? Thường thì nó ra những con ở tầm 160 mảnh. Những con 160 mảnh là những em nào? Đây mình sẽ cho anh em xem luôn. Nó sẽ là bao gồm những em tầm thường là những em ở hệ đánh đây. Hệ đánh. Đó, những em 160 mảnh như này thì mấy con này chưa ở trên x10 có anh em. Adventure thì cũng chưa có đây. Thường sẽ là những cháu keo đeo rồi cô ba, Vinian các thứ đây anh em. Hoặc là anh em thấy rút được ra muối cơ bắp nữa. Còn nếu mà anh em hên hở, còn anh em nếu không thì anh em sẽ được những con ở vậy dòng hệ siêu bao gồm có đó. Thường hay về đó là một trong bộ ba hồ hoặc là Victili. Đó là những ở tầm rút đầu thường thì hay ra những em đấy hơn. Đấy thì anh em được con nào được anh em cũng cho vào team luôn. Đó nó sẽ nằm ở team 3, nó sẽ là con bet thứ 3 của anh em ở trong ngày thứ 2. Đấy thì ví dụ như mình đợt hồi đầu đó nó mình về xong rồi sau mình anh em nhớ không? Mình được con Victili này này, mình rút đến về Victili đây, team của mình như này. Là khi mình nạp tiền. Còn nếu anh em không nạp tiền thì anh em có thể thánh vào team như thế này. Ok, quên. Con này cho chan. Rồi ok, bên này thì hệ điện. Đây, ok. Còn không thì anh em có thể thay cháu này luôn. Hoặc là thay thằng cháu ta trái rác nên để anh em cha rác là đam chính. Anh em phần vẻ có một con đam chính. Anh em hiểu không? Cho team nào phải có một con đam chính mà hai con đi bút theo không chế vì anh em đấy không ấy nhiều đến đây. Anh em có nên mưu. Nhìn được con em con Mewtwo này, con Raichu Raichu này anh em, anh em đây. Con Raichu Alola này này. Đấy nó có skin yêu này này, đánh khá là ngon. Đó, đây này này đánh nó ức chế hơn. Đó thì anh em mình sắp team theo hướng như thế này, nếu mà anh em nông dân thì ngày 2 rút được con gì thì anh em đặt vào luôn, nhất là được mấy em cô ba ấy. Ở như này này, thế là anh em hướng nào được, thứ nhất là một là cô ba, quên, Vitaly. Có mình không có. Con này đánh Vitaly á. À, quên Vidian, mình có nói lộn cho anh em. Hoặc là cháu cô ba, à quên, cháu keo đeo, mình có nói lộn xin lỗi mọi người nha. Keo đeo hoặc là Vidian, một trong hai cháu đấy thì khá là ngon luôn. Còn hơn nữa thì anh em có thể kiếm được một số bet hệ độc. Như em ong này trong vòng sần rút x10 thì mình khuyên anh em lâng ngay vào luôn, không cần phải chần chừ đợi ai nữa. Đấy, lâng thẳng lên mega luôn, con ong này đã dũng xí bắn. Anh em nông dân mà ra đoạn đầu mà rút được con này ra ở ngày 2 phát x10 mà anh em hên ra được con này thì anh em phải nói là sẽ có chất lượng về sau luôn. Cây nó vẫn phải dựa vào hên xui của đấy nha mọi người nha. Còn hơn không nữa thì anh em may mắn hơn. Hình như mình để trong laptop rồi. Đây như mình để cho nó trong laptop rồi anh em. Còn đi rồi. Mình nhớ là mình có rồi mà. Ủa, chưa có à.
Để giờ mình cho vào cái phần hình ảnh cho anh em xem. Quên ấn ổn. Hình ảnh, ok, mình sẽ chỉ cho anh em một con nữa. Hệ đọc, con này nó cũng hệ đọc luôn anh em. Con này thì anh em cũng ở phần rút đến 10 nữa, mà anh em hên thì anh em rút ra đây như cháu muối này, cháu con ong này cũng là hệ độc này anh em này. Đó, được con ong hệ độc này anh em rút chơi cũng khá ngon. Đây, con ma mình bảo anh em nên chơi đây cũng là nó cũng nó luôn chứ không phải là ai. Còn nếu anh em hên hơn đây, được cháu này. Đấy. Con này đánh thì phải nói cấu rỉa cực kỳ ức chế luôn anh em, nó cấu rỉa cực gắt luôn. Nó rất là khó để hạ nó, trong nó lại ngồi nó cứ hút máu cấu rỉa từ từ. Đấy, nhưng con bé này anh em chơi sắp vào team thì cực phê. Chắc bữa mình nhớ tay mình gộp nữa sao, không còn trong túi nữa. Đó, thì đấy là cơ bản, đây là cách sắp team cho anh em nông dân. Đó thì anh em có thể chơi như vậy, sau một thời gian cày rồi thì anh em bắt đầu lên, khi đã ổn định được 3 em bet rồi thì anh em bắt đầu cứ thế là build lên được tích để rút x10. Đấy là anh em hướng anh em nông dân. Còn đồng anh em như top như mình thì anh em thấy mình chơi là cũng biết rồi đó. Còn anh em thắc mắc có thể xem lại video từ ngày mình cày. Mình có chuyển team, video chuyển team các thứ là mình có hết. Đó thì anh em để xem cho anh em tích. Ở đây mình chỉ anh em nông dân nhiều hơn, bởi vì sao, nông dân thì ít cày à, quên, ít có tài nguyên để mà cày lên cao. Đó thì anh em sắp team ổn định thì anh em bắt đầu tập trung vào vượt ải và tích kim cương cho mình. Đó, tập trung tích. Và anh em nhớ một điều nha, mình khuyên cái này, khuyến khích này. Nhiều anh em nông dân khá là tiết kiệm kim cương, nhưng mà khi tiêu cũng khá là phang phí vào một số thứ. Nhưng mà cái này thì anh em nên mở lên làm nhá. Đó là vào phần căn cứ này này. Mọi người khi mà mở, anh em không nên tiết kiệm kim cương ở khu vực này. Anh em ít nhất mở cho mình 4 ô cũng được, nhưng mình mở đây là 5 ô. Thì anh em mở, từ mình thu quả nha. Ok. Theo mình nhớ không làm thì mốc đầu tiên là 200, xong 500 thì 1k. Đó, xong mốc này như là 2k hay sao? Như mốc này như mốc 4 với 1k anh em. Đó thì anh em cứ mở. Nói chung này anh em xác định đầu tiên phải mở ngay 3 ô. Vừa mới mở được never 29 là mở farm. 29 là mở farm, gắn anh em vào mở ngay 3 ô, bỏ may 3 con bet của anh em đang chơi vào luôn. Rồi, ok, anh em chắc là nói như anh thì nói hay rồi, nói như bạn thì nói hay rồi, nói như ông thì nói hay rồi. Nó thường là nói như mình là nói hay rồi. Hãy cày men thực tế, ok, cày men thực tế công nhận đúng. Xong anh em tập trung đi được cái nào anh em đi hết tổ đội lên server căn nút x2 đi nhá. Thì lấy vàng, vàng về làm gì? Vàng về đây. Ở đây là một khu vực anh em có thể kiếm đồ, mà một số thứ mà anh em rất là cần thật sự. Anh em cày nông dân là phải chập trụ thật sự chăm chỉ nhá. Để ý vào cái vào phần này này, mình rút ra một cái cho anh em xem, chứ nếu mà nói không thì nó hơi khó tin. Thì sợ mình đen quá rút không ra. Ở ra đầu anh em rút đây. Anh em sẽ kiếm được những quả như là sao chơi ra được món nào như vậy? Chuông. Nói chung 3 món để tiến hóa bét lên thân mật anh em. Nó sẽ có phần này để mình rút toàn ra luôn. Bỏ tức ông giáo sư này dám chôn mình. Hay chả giáo sư dám chôn mình à? Được thôi, giáo sư thích thì em chiều. Giáo sư được lắm. Đấy anh em thấy đây. Nó có đây, khoai mình rút đấy ra nhưng mà rút cả đống thấy có ra được phát nào đâu, nhưng mà anh em phải đánh vào cái điều hên xui của mình ngày xưa, cái hồi mà mình chơi ở nông dân trên đồi, anh em để một cái con ạc mình từng làm y bẩn anh em đó. Mình rút 5 quả cổ thụ này đều ở khu vực này. Cái chuông này là anh em để lấy nhá, chuông dấu dành hương thần bí đều anh em có thể lấy được ngay trong ngày đầu tiên anh em đã đủ có thể lấy rồi, tiến khóa vài em lên rồi. Nhưng cái quả cái kìa thì anh em khó là kiếm, bởi vì sao, vượt được đến cái ải mà là tinh anh mà để lấy được cái quả này rất là lực chiến phải cao. Anh em không vừa được thì anh em phải vào đây, hên xui thôi, thật sự hên xui thôi. Anh em để nhấp x1 này này, nó sẽ nó khả năng nó ra cũng khá là cao. Anh em cứ bình tĩnh x1 từ từ. Tầm này giáo sư nó chôn mình sao đấy, biết mình đang làm video ông này không phối hợp rồi. Không phải là không giúp rất tiền game rồi. Ok, còn không thì anh em có thể vào shop. Nó sẽ làm ở phần không phải quả VIP đâu nhá. Quả VIP để mình nhận qua trong cái hot không thôi. Ở đây, khu vực này cũng sẽ có bán nhá. Thỉnh thoảng nó nòi ra thôi. Ở trên shop, ở đâu không thì nó ở cái shop thường này cũng thỉnh thoảng nó sẽ bán ở cái phần kim cương này này. Thì anh em cũng chịu khó mua, nếu mà nó ra quả táo thì mình nghĩ anh em cũng nên mua. Chỉ sợ nó không ra đâu, chứ nếu mà nó ra quả táo thì anh em cũng nên mua nha. Đó, thì đó là vậy. Thì đấy, thì sau khi đời được rồi thì anh em cứ thế tiến hóa nâng cấp rồi gì build. Rồi bắt đầu là build team ổn thôi. Đó, team nông dân huyền thoại thì mình vẫn là đi team mình vẫn khuyến khích anh em đi team này. Con ma này, đó mấy cháu Mewtwo con Pikachu Alola nha anh em nhá. Alola nha, cháu này Alola cơ. Đó. Ba em này là mình vẫn khuyến khích anh em chơi, đặc biệt là cha rác anh em cho nên thành đám chính để nó có khả năng móc rỉa gặp PR. Vì với cha đầu mấy anh em chơi PR nhiều. Đó thì anh em có cha rác nó có kêu hệ rồng này nó móc rỉa cháu PR cho anh em, nó móc từ thốn luôn anh em phải biết.
Đấy thì nói chung thì đó là kinh nghiệm chơi của mình. Còn đâu mình cũng có rất là nhiều video hướng dẫn. Hôm nay thì mình nói tổng quát lại vì rất nhiều anh em hỏi, thì hôm nay mình chỉ nói tổng quát sơ qua lại cho anh em để anh em biết. Thì anh em xem, đây là kinh nghiệm chia sẻ của mình, chứ mình không hề chỉ bảo hay là dạy bảo ai. Thế là mình chỉ là anh em xem và tham khảo, lấy gốc kinh nghiệm để chơi game nó hay hơn và cảm thấy game nó vui vẻ hơn. Đó, thì cuối video mình cũng chúc anh em xem video mình cái vui vẻ thoải mái nhất. Và nếu không tin chi tiết mình có thiếu gì thì anh em có thể comment ở phía dưới video để cho tất cả anh em biết, để mà tham khảo để cùng sắp team hay và chơi game vui vẻ cùng nhau. Ok, video kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Và trưa nay nếu có điện thì mình sẽ livestream nha mọi người. Bye bye.